Thưa quý vị, Bưu điện tỉnh An Giang vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh dịnh tế 1824-2024. Hoạt động trên nhằm tưởng nhớ, khẳng định công lao và tôn vinh những đóng góp to lớn của danh thần Thoại Ngọc Hầu cùng nhân dân ta trong công cuộc xây dựng kênh Vĩnh Tế, đồng thời góp phần quảng bá giá trị văn hóa và lịch sử của kênh Vĩnh Tế đến giới du khách trong nước và quốc tế, thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch của tỉnh An Giang. Khuôn khổ tem kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế do họa sĩ Nguyễn Du thiết kế, kích thước 66 x 26 mm, số lượng 15 tem mỗi tờ, giá mặt 4.000 đồng, được phát hành ngày 28 tháng 5 2024 đến